Wow, hôm ngày đi đám cả tuần lễ. Nay gì mấy cây trang Mỹ Hồng cao hết rồi. Các bạn xem lưu trang Mỹ Hồng. Cao thấy thương chưa? Lô này mình còn khoảng chừng 200 cây nha các bạn. Cây sống rất là khỏe, phát triển rất là tốt. 3 tấc. 1 gang, 2 gang, 4 tấc. Chỗ này các bạn xem nè, thân một cốt. Lá non ở trên mới mọc, hai cái mầm non rất là tốt đó. Bạn nào mua thì comment bên dưới giúp mình. Mình cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video ngắn này. Cây này khá là cao. Chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.